Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tình hình trật tự an toàn giao thông 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 2022. Bá thước, nhiều thuyền gia dụng hoạt động trên sông Mã tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài 3 ngày, Do vậy, người dân về quê đi du lịch khá đông, khiến tình hình trật tự an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, do lực lượng chức năng trên toàn quốc đã triển khai các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ trước, tăng cường đảm bảo trên các tuyến quốc lộ nên cơ bản không xảy ra ủn tắc giao thông. Trong ngày 9 tháng 4, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 2022, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của tỉnh, thành phố đã kiểm tra xử lý 7.146 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước trên 6,4 tỷ đồng, tạm giữ ước 741 xe ô tô và mô tô, ước 459 giấy phép lái xe các loại. Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam vừa có quyết định về mức thu giá đối với ô tô ra vào sân bay trên toàn hệ thống cảng do đơn vị này quản lý khai thác. Việc thu phí sẽ có sự khác biệt giữa các nhóm Cảng Hàng Không về khai thác tần suất cao và có hệ thống kiểm soát xe ra vào, sân đậu, bãi đậu ô tô. Đối với các cảng hàng không khai thác tần suất cao và có hệ thống kiểm soát xe ra vào, sân đậu, bãi đậu ô tô, mức giá áp dụng là 10.000 đồng một lượt một xe cho 10 phút đầu tiên đối với xe ô tô đến 9 chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn và 15.000 đồng một lượt một xe cho xe từ 10 đến 29 chỗ. Theo đó, tại cảng hàng không Thọ Xuân cũng đã áp dụng mức thu phí theo quy định đối với các xe ô tô ra vào cảng dọc trên tuyến sông Mã, đoạn qua huyện Bá Thước, hiện nay nhiều thuyền gia dụng đang hoạt động. Dù gắn liền với sản xuất sinh hoạt đi lại của một bộ phận không nhỏ người dân trên địa bàn huyện, nhưng các phương tiện thuyền gia dụng này lại không đảm bảo các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính những người sử dụng. Bến sông Chảy Kế, xã Thiết Kế thường xuyên có từ 30 đến 40 chiếc thuyền gia dụng của các hộ dân thôn Luồng và thôn Chảy Kế đậu kín đây là những phương tiện vừa phục vụ đi lại, vừa để mưu sinh của người dân, vùng hồ Thủy Điện Bá Thước Một. Cái thuyền của nhà tôi thì nói chung là chỉ có hai vợ chồng già là đi đánh bắt quái. Chứ với là thỉnh thoảng thì là đi sang sông chặt Luồng, chỉ có phương tiện là đi lại đi như thế thôi. Luật Giao thông Đường Thủy quy định Phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người không phải đăng ký. Trong khi đó, thống kê giả soát trên địa bàn huyện Bá Thước đang có 261 thuyền gia dụng có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoạt động trên sông Mã để đánh bắt vận chuyển hàng lâm sản. Chính vì vậy, các thuyền gia dụng của huyện đều chưa có đăng ký đăng kiểm. Người điều khiển chưa qua một trường lớp hay hướng dẫn kỹ thuật về lái thuyền. Phương tiện chưa được quan tâm, trang bị các dụng cụ nổi, phao cứu sinh, nên tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cho chính những người sử dụng. Những năm qua đấy, huyện cũng đã tập trung tuyên truyền làm thế nào mà bà con có cái ý thức cảnh giác trong các cái việc qua sông. À, tuy nhiên thì trong những năm vừa qua thì cái công tác quản lý rồi ý thức của người dân thì cũng chưa được triệt để. Do vậy là vẫn thường xuyên xảy ra một số các cái vụ tai nạn về phía huyện cũng đã tuyên truyền bà con thì đấy thì phải có cái ý thức rồi phương tiện dụng cụ để phòng ngừa trong cái việc là đuối nước. Tai nạn giao thông đường thủy khi xảy ra hậu quả hết sức nghiêm trọng để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nhân là ngăn ngừa nguy cơ xảy ra lật thuyền ra dụng. Trước mắt huyện Bá Thước sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân sử dụng thuyền ra dụng không chở quá số người hàng hóa trên thuyền phải trang bị các dụng cụ nổi trên thuyền. Tuy nhiên, về lâu dài, các cơ quan chức năng của tỉnh cần nghiên cứu hướng dẫn chủ phương tiện đầu tư nâng cấp công suất máy, đảm bảo các quy định để đăng ký, đăng kiểm. Đồng thời, tiến tới tổ chức mở lớp đào tạo lái thuyền cho những người điều khiển nhằm hạn chế rủi ro tai nạn từ phương tiện thuyền gia dụng có thể xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi ở chương mục an toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.